Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Này là dòng dõi của A-rôn và Mô-xe về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe tại trên núi Sinai. Này là tên các con trai A-rôn. Trưởng nam là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Đó là tên các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ đã chịu phép sức dầu và được lập lên để làm chức tế lễ. Vả, Nadab và Abihu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Sinai. Hai người này không có con. Còn Eleasa và Ithama làm chức tế lễ trước mặt A-rôn là cha mình. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-xe rằng: hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn để người Lê-vi phục sự người. Người Lê-vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm. Cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Vậy, ngươi phải giao người Lê-vi cho A-rôn và cho các con trai người, vì đã lấy họ từ trong vòng dân Israel mà ban trọn cho A-rôn rồi. Vậy, ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người để làm chức tế lễ. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: này, từ giữa dân Israel, ta chọn lấy người Lê-vi thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vậy, người Lê-vi sẽ thuộc về ta, vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta. Ngày xưa, khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Ai Cập, ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy con đầu lòng trong Israel, bất luận loài người hay thú vật, chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe tại trong đồng vắng Sinai mà rằng: hãy kê sổ con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên. Mô-xe bèn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va y như Ngài đã phán dặn người vậy. Đây là các con trai của Lê-vi kể từng tên: Gẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Đây là tên của các con trai Gẹt-sôn tùy theo họ hàng mình: Líp-ni và Si-mê-i. Đây là các con trai của Kê-hát tùy theo họ hàng mình: Am-ram, Yít-sa, Hép-rôn và U-si-ên. Và các con trai của Mê-ra-ri tùy theo họ hàng mình là Mách-li và Mu-si. Đó là những họ hàng của người Lê-vi tùy theo tông tộc của họ. Họ hàng Líp-ni và họ hàng Si-mê-i thuộc về Gẹt-sôn. Đó là hai họ hàng của Gẹt-sôn vậy. Những người trong họ Gẹt-sôn được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 7.500 người. Các họ hàng của Gẹt-sôn đóng trại về phía tây sau đền tạm. Quan trưởng của tông tộc Gẹt-sôn là Eli-a-sáp, con trai của La-ên. Chức phận của con cháu Gẹt-sôn trong hội mạc là coi sóc mọi vật chi can đến đền tạm và trại, tức là tấm bông của trại và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang và bức màn của cửa hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ, cùng dây chạc về các việc của đền tạm. Họ hàng Amram, họ hàng Yít-sa, họ hàng Hép-rôn và họ hàng U-si-ên thuộc về Kê-hát. Đó là những họ hàng của Kê-hát. Cứ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 8.600 người có chức phận săn sóc nơi thánh. Các họ hàng của con cháu Kê-hát đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. Quan trưởng của tông tộc Kê-hát là Eli-sa-phan, con trai của U-si-ên. Người Kê-hát coi sóc hòm bản chứng, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ và những đồ đạc của nơi thánh để dùng về việc thờ phượng, luôn với bức màn và các vật chi can đến. Tổng trưởng của người Lê-vi là Eleasa, con trai của thầy tế lễ A-rôn, được đặt lên quản trị những người coi sóc nơi thánh.
họ hàng Mát-li và họ hàng Mu-si thuộc về Merari. Đó là hai họ hàng của Merari vậy. Những người trong bọn Merari được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 6.200 người. Quan trưởng của tông tộc Merari là Suriên, con trai của Abihai. Con cháu Merari đóng trại bên hông đền tạm về phía bắc, có phần coi sóc các tấm ván của đền tạm, cây xà ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc và mọi việc thuộc về đó. Những trụ ở chung quanh hành lang và lỗ trụ, những nọc và dây chạc của trụ. Những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai người, có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân Israel. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Hết thảy người Lê-vi mà Môi-se và A-rôn vâng mạng Đức Giê-hô-va tu bộ, tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 22.000 người. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Israel từ một tháng sắp lên và hãy dựng sổ tên chúng nó. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Israel. Cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lòng của dân Israel. Vậy Môi-se kê sổ các con trưởng nam của dân Israel y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Hết thảy những con trưởng nam kể từng tên từ tuổi một tháng sắp lên theo sự kê sổ họ là 22.273 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy chọn lấy những người Lê-vi thế cho hết thảy con trưởng nam của dân Israel và súc vật của người Lê-vi thế cho súc vật của dân Israel. Vậy các người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Còn về sự chuộc lại con trưởng nam của dân Israel, kê sổ hơn số người Lê-vi 273, thì ngươi phải thâu mỗi người 5 siếc lơ, tùy theo siếc lơ nơi thánh. Một siếc lơ là 20 gera. Ngươi phải giao bạc cho A-rôn và các con trai người, ấy là bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn. Vậy, Môi-se thâu bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn số người Lê-vi đã chuộc lại. Bạc mà người thâu về những con trưởng nam của dân Israel cộng được 1.365 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Môi-se vâng mạng Đức Giê-hô-va, giao bạc chuộc lại cho A-rôn và các con trai người y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Chương 4. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: trong người Lê-vi hãy dựng sổ các con cháu Kê-hát tùy theo họ hàng và tông tộc của chúng nó, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc. Này sẽ là phần việc của con cháu Kê-hát tại trong hội mạc. Họ sẽ coi sóc nơi chí thánh. Khi nào dời trại quân đi, A-rôn và các con trai người sẽ đến gỡ bức màn mà bao lấy hòm bản chứng, đoạn đắp lên một tấm phủ bằng da cá nược, trải trên một tấm nỉ toàn màu điều xanh và xỏ đòn khiên vào. Cũng trải một tấm nỉ màu điều xanh trên cái bàn về bánh trần thiết. Ở trên bàn thì sắp dĩa, chén, tộ và chậu về những lễ quán. Bánh hằng trần thiết cũng sẽ có ở trên nữa. Rồi trải trên các vật đó một tấm nỉ màu đỏ sậm, đắp một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiên vào. Cũng phải lấy một tấm nỉ màu điều xanh mà đậy chân đèn thắp, các thếp đèn, kéo hớt tim, đồ đựng tro và các bình dầu mà người ta dùng về chân đèn. Rồi để chân đèn và hết thảy đồ phụ tùng trong một tấm phủ bằng da cá nược để lên trên cái sề. Họ phải trải trên bàn thờ bằng vàng một tấm nỉ màu điều xanh và đắp một tấm phủ bằng da cá nược rồi xỏ đòn khiên vào. Lại cũng phải lấy hết thảy đồ đạc dùng về công việc nơi thánh để trong một tấm nỉ màu điều xanh, rồi đắp một tấm phủ bằng da cá nược và để lên trên cái sề. Phải hút tro của bàn thờ, trải ở trên một tấm nỉ màu đỏ điều, để lên trên hết thảy đồ đạc dùng về công việc của bàn thờ, tức là những lư hương, nĩa, vá, chén, cùng những đồ phụ tùng của bàn thờ.
rồi đắp trên bàn thờ một tấm phủ bằng da cá nược và xỏ đòn khiêng vào. Sau khi A-rôn và các con trai người đã đậy điểm nơi thánh và các đồ đạc thánh xong, khi dời trại quân đi, thì các con cháu Kê-hát phải đến đặng khiêng các đồ đạc đó. Họ chẳng nên đụng vào những vật thánh, e phải chết chăng. Trong hội mạc, ấy là đồ mà các con cháu Kê-hát phải khiêng đi. Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ coi về dầu thắp đèn, hương liệu của lễ chay hằng hiến, dầu sức, cả đền tạm và hết thảy vật chi ở trong nơi thánh với đồ phụ tùng của nơi thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy làm thế nào cho tông tộc Kê-hát chớ bị trút khỏi chi phái Lê-vi, và hãy làm điều này cho chúng nó để khi đến gần nơi chí thánh, chúng nó được sống chẳng phải chết. A-rôn và các con trai người phải đến các công việc cho mỗi người và đồ chi họ phải khiêng đi. Dẫu một lát, chúng nó chớ nên vào đặng xem những vật thánh, e phải chết chăng. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Cũng hãy dựng sổ các con cháu Gẹt-sôn tùy theo tông tộc và họ hàng họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50. Người khác kê sổ hết thảy những người nào có thể làm công việc trong hội mạc. Này là chức việc của các họ hàng Gẹt-sôn, hoặc phải làm, hoặc phải khiêng đồ. Họ sẽ mang những tấm màn của đền tạm và hội mạc, tấm bông của hội mạc, tấm lá phủ bằng da cá nược ở trên và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang ở chung quanh đền tạm và bàn thờ, bức màn của cửa hành lang, những dây chạc và hết thảy đồ dùng về các vật đó, cùng làm các công việc về những món ấy. Hết thảy công việc của con cháu Gẹt-sôn, món chi họ phải khiêng đi và việc chi họ phải làm đều sẽ theo lệnh A-rôn và các con trai người chỉ biểu. Người phải giao cho họ coi sóc mọi món chi phải khiêng đi. Trong hội mạc, ấy là công việc của các họ hàng con cháu Gẹt-sôn. Họ sẽ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn. Người phải kê sổ con cháu Merari tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công vào hội mạc. Về các công việc của con cháu Merari trong hội mạc, này là vật họ phải coi sóc và khiêng đi: những tấm ván của đền tạm, các xà ngang, trụ, lỗ trụ, các trụ chung quanh hành lang và lỗ trụ, nọc, dây chạc, cùng hết thảy đồ đạc và các vật chi dùng về việc đó. Các ngươi sẽ kê sổ từng tên những vật chi họ phải coi sóc và khiêng đi. Đó là hết thảy việc của các họ hàng Merari về những công việc trong hội mạc mà họ phải làm ở dưới quyền cai trị của Y-tha-ma, con trai thầy tế lễ A-rôn. Vậy, Môi-se, A-rôn và những hội trưởng kê sổ con cháu Kê-hát tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người nào có thể giúp công trong hội mạc và những người mà người ta kê sổ tùy theo họ hàng mình, cộng được 2.750. Đó là những người của các họ hàng Kê-hát đã bị kê sổ, tức là hết thảy người hầu việc trong hội mạc mà Môi-se và A-rôn kê sổ y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Còn con cháu của Gẹt-sôn đã bị kê sổ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là hết thảy người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 2.630. Đó là những người về các họ hàng con cháu Gẹt-sôn đã bị kê sổ, tức là mọi người hầu việc trong hội mạc mà Môi-se và A-rôn tu bổ y theo mạng của Đức Giê-hô-va. Còn những người về họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người có thể giúp công trong hội mạc, cộng được 3.200. Đó là những người về các họ hàng con cháu Merari đã bị kê sổ. Môi-se và A-rôn lấy bộ dân y theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Hết thảy những kẻ ở trong người Lê-vi mà Môi-se, A-rôn và các quan trưởng Israel tu bộ tùy theo họ hàng và tông tộc của họ, từ 30 tuổi sắp lên cho đến 50, tức là mọi người đến đặng hầu việc và khiêng đồ trong hội mạc, cộng được 8.580. Người ta tu bộ người Lê-vi
tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm và vật chi mình phải khiêng đi. Người ta tu bổ dân tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se vậy. Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha chúng ta và trong Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-su Christ. Hỏi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ác là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chương 2. Luận về sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài. Thì hỏi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoảng, hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói, hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em thì đã nói về những sự đó sao? Hiện nay anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đấng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Hỏi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Hỏi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là đấng đã yêu thương anh em và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành,
hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành. Chương 3. Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác, vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đương làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Nguyện xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của Đấng Christ. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. Nguyện xin chính Chúa bình an, ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Chính tay tôi là Phao-lô viết lời chào thăm này cho anh em. Ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi. Tôi viết như vậy. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy. Thi Thiên 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả dấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhưng vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã dấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải,
hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.